Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân, rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green lại chia sẻ cho các bạn một cái bộ hồ sơ nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Tân ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng tôi đến với bưu điện của trung tâm thành phố và chúng tôi sẽ gửi cho các bạn toàn bộ hồ sơ của công trình này. Mời các bạn cùng tôi sẽ vào bên trong nhé. Ở đây là cái không gian của bưu điện trung tâm thành phố. Thì với giờ này thì các bạn thấy là vẫn còn rất là nhiều khách hàng đông ở đây vị trí trung tâm các bạn nhé. Thì với cái không gian bưu điện của trung tâm thành phố thì các bạn nhìn đây là cái hòm thư quen thuộc. Thế hệ 7X, 8X thì chúng ta hay gửi thư vào đây để đi khắp nơi. Nhưng bây giờ chúng ta có Facebook, có Zalo rồi thì các bạn không phải gửi nữa. Và chúng tôi chỉ gửi bản vẽ cho các bạn thôi. Rồi, mời các bạn tôi vào bên trong nhá. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì mình đã vào bên trong của trung tâm bưu điện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thế giờ mình sẽ gửi toàn bộ cái bộ hồ sơ nhà vườn mà chúng tôi thiết kế cho anh Tân ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh các bạn nhé. Em cho anh cái phiếu gì anh gửi cái bản vẽ cho khách. Anh gửi đâu ạ? Ở Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Yeah. Mình sẽ ghi cái giấy này thông tin khách hàng ở đây. Thì cái này mình sẽ giữ bí mật, mình chỉ ghi chép thôi, còn thông tin khách hàng mình chỉ nói tỉnh thôi các bạn nhé. Sẽ đến một cái vị trí quen thuộc để chúng ta sẽ cùng tôi. Mời các bạn. Đây là cái vị trí quen thuộc thì mình sẽ ghi đầy đủ cái thông tin khách hàng và sau đó thì sẽ chuyển phát nhanh cho các bạn. Và tí nữa mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta biết xem là cái bưu phẩm này đi đến đâu và bao giờ đến chỗ địa chỉ nhà khách hàng. Thì tí mình sẽ chia sẻ với các bạn. Bây giờ mời các bạn đợi mình chốc lát để ghi toàn bộ cái thông tin khách hàng vào đây nhé. Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi thì mình đã ghi xong các cái thông tin dành cho khách hàng. Thì ở đây thì cái thông tin này sẽ là bưu điện sẽ chuyển toàn bộ cái sản phẩm này về đến tay khách hàng các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng tôi khám phá cái không gian của cái công trình này. Mình sẽ để đây cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bí mật trước. Cái bí mật đầu tiên là chúng ta muốn biết xem là cái bản vẽ này đến tay khách hàng bao giờ. Thì các bạn có thể vào cái phần bưu điện VnPost này. Đấy, các bạn tôi sẽ viết ở đây cho các bạn nhé. www.vnpost.vn. Các bạn vào cái website này này nhá, các bạn vào cái website này vnpost.vn. Sau đó các bạn tra cứu bưu phẩm thì các bạn gõ EG này. Tôi sẽ xoay lại cho các bạn dễ nhìn cái phần bưu phẩm này. Đây nhá. Thì các bạn khi vào vnpost.vn này, sau đó các bạn gõ EG 20047357 này thì các bạn sẽ biết được cái bưu phẩm ta đi đến đâu. Đấy là về phần tra cứu bưu phẩm. Còn bây giờ các bạn sẽ tập trung quay trở lại. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cái bộ hồ sơ mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh Tân ở tỉnh Trà Vinh, ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh các bạn nhé. Thì bộ hồ sơ này thì chúng tôi đã thiết kế cho anh đầy đủ, cứ 2D có 3D và chúng tôi đã lên cái phương án thiết kế rất là phù hợp cho anh rồi. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ của công trình này đến tay anh Tân các bạn nhé, ở thành phố Vinh. Thì qua video này chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình anh Tân. Bây giờ mời các bạn, bàn camera sẽ quay gần lại để cho các bạn quan sát. Đây là bộ hồ sơ của đơn vị tôi sẽ mở nhanh cho các bạn nhé. Đầu tiên thì sẽ có các danh mục này. Tiếp theo thì các bạn thấy đây là cái không gian mặt tiền của công trình. Thì công trình nhà anh Tân này thì ở Trà Vinh thì chúng tôi thiết kế là hai mặt tiền các bạn. Đây là mặt tiền chính này. Rồi tiếp theo thì ở cái góc này thì các bạn nhìn đây là chúng ta có mặt tiền phụ. Thì tổng mặt tiền của chúng ta là 9 m, chiều sâu nhà 19 m các bạn nhé. Thì tiếp theo một số hình ảnh 3D cho các bạn nhìn này. Đấy, đây là cái chiều dài nhất của mặt tiền phụ, và chiều dài là hơn 19 m. Thì đây các bạn nhìn này, công năng gồm có thứ nhất này, chúng ta đi lối bậc đây thì các bạn vào khu vực phòng khách rộng 34 m, thì chúng ta có hai lối đi vào phòng khách. Đấy. Tiếp theo phòng thờ chúng ta là 15,48 m, phòng ngủ số 1 của chúng ta là 16,5 m, phòng ngủ số 2 là 15,6 m, phòng ngủ số 3 là phòng ngủ rộng nhất, phòng này 22,5 m các bạn nhé. Phòng này phòng ngủ master thì có thêm phòng tắm và vệ sinh trong này. Hai phòng ngủ này chúng ta sử dụng phòng tắm vệ sinh ở đây, và đây chúng ta sẽ có không gian bếp và cùng với cái bộ bàn ăn cùng với bàn đảo. Và đây chúng ta sẽ đi 3 bậc vào đây các bạn, đi vào không gian bếp các bạn nhé. Để chúng ta cứ 2D có 3D. Đấy, các bạn nhìn này, mô hình 3D này. Đấy, chúng ta bước bậc vào đây phòng khách này, phòng khách này, phòng thờ này, phòng ngủ này, phòng ngủ này, phòng ngủ master này, đây khu bếp này. Đấy, chúng ta có thể đi cái lối hành lang vào đây, chúng ta sẽ vào khu bếp. Đấy, cứ 2D có 3D các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều này, cứ 2D 3D. Chờ mình sẽ chia sẻ cho bạn nhanh như vậy. Thì bộ hồ sơ bao giờ đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green cũng chia thành in thành hai bản, để một bản thì anh Tân sẽ giữ và một bản thì sẽ bàn giao cho thợ thi công. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì chúng tôi rất là tự hào, một trong những đơn vị thiết kế rất là rõ ràng và rành mạch về bộ hồ sơ, rất là chi tiết và tỉ mỉ, cụ thể và trực quan, cứ 2D có 3D. Thì các bạn đang ở nước ngoài, đang ở Nhật Bản, đang Hàn Quốc hay là các nước chúng ta lao động nước ngoài, thì cái nguồn dòng tiền thu nhập các bạn lớn, thì các bạn hãy đầu tư một chút kinh phí để cho quê hương, cho những người thân ta một ngôi nhà mơ ước, thì các bạn hãy đầu tư thiết kế. Thì chúng tôi nhận được rất nhiều các đơn hàng của tất cả các khách hàng từ xa, thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0386 325 566 thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Thì với quy trình 2 bước, bước 1 các bạn nhấc máy gọi điện chúng tôi, kết nối qua Zalo, Facebook, qua Viber. Bước số 2 thì chúng tôi sẽ làm việc với các bạn qua các cái phần mềm công nghệ. Xong hoàn thiện hồ sơ thì chúng tôi đã bàn giao hồ sơ bản vẽ, như cái công trình nhà anh Tân đây. Chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ bản vẽ này đến tay những người thân trong gia đình của các bạn. Thì với cái quy trình đơn giản như vậy đối với quy trình thiết kế online. Còn những bạn nào mà thiết kế offline, nghĩa là chúng tôi sẽ về nhà các bạn để khảo sát hiện trạng đất, thì nó cũng quy trình 3 bước. Bước 1 thì chúng tôi sẽ về nhà khảo sát. Bước 2 thì chúng tôi sẽ lên phương án thiết kế. Bước 3 chúng tôi bàn giao và giám sát kết cấu thép, móng, kết mái và theo các sàn, vị trí. Đấy là một quy trình 3 bước đối với những gia đình mà đặt đơn vị chúng tôi thiết kế ở gần. Thì các bạn ở xa thì chúng tôi vẫn đảm bảo cái quy trình bộ hồ sơ đầy đủ cho các bạn, vì chúng tôi là đơn vị vừa tham gia thiết kế vừa tham gia quá trình thi công. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng tôi đến cái bộ bàn để tôi đóng hộp cái bộ hồ sơ này. Sau đó thì sẽ hôm nay là ngày thứ 5 thì đến thứ 7, sáng thứ 7 thì anh Tân sẽ nhận được các bạn nhé. Mời các bạn cùng tôi. Rồi, mời các bạn cùng tôi nhé. Chúng tôi đi bàn giao toàn bộ hồ sơ này. Cái này chúng ta sẽ đóng hộp nữa là xong thôi. Để cho anh cái hộp để anh chuyển khách. Có thu tiền không? Đây. Anh trả cước. Anh trả cước cho khách. $230.000. Vừa rồi mình đã chuyển xong rồi, còn đây là cái phiếu mình giữ lại để nào chúng tôi sẽ ra để lấy cái số tiền còn lại chỗ thiết kế cho anh Tân. Thì các bạn chúng ta sẽ có một cái hộp như này của bên VnPost này, rất là cẩn thận và đẹp cho các bạn để cái quá trình vận chuyển cái hồ sơ bản vẽ đến gia đình của nhà anh Tân nó vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Thì chúng tôi cũng in rất là cẩn thận, ngoài bản vẽ chúng tôi có in giấy bóng kính, nên là bản vẽ được bảo vệ cách tốt nhất và đến tay khách hàng vẫn nguyên vẹn như cái hình ảnh tôi vừa review các bạn. Em ơi, cất này đi cho anh nhé. Vừa rồi chia sẻ cho bạn nhanh về cái quá trình mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã bàn giao cho bưu điện để chuyển đến nhà anh Tân cái công trình nhà vườn mái Nhật đẹp các bạn nhé. Với công trình nhà vườn này thì anh Tân đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế. Thì qua video này chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình anh Tân rất là nhiều và cảm ơn tất cả các quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Đặc biệt là những bạn ở tỉnh thành xa mà cần tư vấn thiết kế từ xa thì cứ hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green nhé. Các bạn là lần đầu tiên theo dõi video này thì nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân và chia sẻ những video hữu ích này cho các bạn đang cần tư vấn thiết kế nhà. Đặc biệt là các bạn ở phương xa, ở đang lao động nước ngoài thì chúc các bạn giữ gìn sức khỏe tốt nhất và công việc ổn định. Còn việc tư vấn thiết kế nhà thì hãy gọi cho Phạm Văn Tuân để chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn từ xa các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.